Và bây giờ xin mời bạn học sinh tiếp theo tên Thiên Kỳ. Trời ơi, nhỏ xíu à, con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 1. Với con xin chào chú. Con xin chào cô. Chào Thiên Kỳ, ngày hôm nay con đến đây con muốn nói lên điều gì nè? Con sẽ bày tỏ tình cảm cho dì con. Hả? Rồi dì con đâu? Dạ dì con ở đằng sau. Wow. Rồi bữa nay Thiên Kỳ muốn nói gì với lại dì Ngọc nè? Tại sao dì Ngọc nổi tiếng quá vậy? Nhưng mà dì nổi tiếng không có thích không? Dạ thích. Tại sao không thích? Tại vì được nhiều fan. Nhiều fan. Với lại khi mà ô thấy dì mỗi lần mà dì làm đẹp, dì được mọi người chụp hình á, thì ô có cảm thấy ganh tị không? Dạ không. Không hả? Chia sẻ một cái điều này, mỗi lần mà thấy dì ở nhà dì mặc đồ bộ không có trang điểm á là lơ dì luôn. Kêu lại ô lại đây chơi gì, thôi con mệt lắm, con bận lắm, con mới chơi. Nhưng mà đến hồi mà xuất hiện ở event á, dì lộng lẫy lên, đẹp đẽ lên, mặc đầm dai rồi gì là ô lúc nào cũng lại nắm tay dì hết để được xuất hiện kế bên. Chú Ali như là chú trong nhà vậy đó, rồi cô Phương Mỹ Chi như là cô đi. Anh ơi đừng có cô. À chị đi, chị Phương Mỹ Chi đi. Rio, bây giờ dì hỏi nè. Rio ơi, nhà mình ai là người tốn tiền nhiều nhất? Dì Ngọc. Trời. Tại sao lại là dì Ngọc? Biết chứ, tại vì dì Ngọc thường hay bao con đi ăn nè. Nhưng mà cái người nào mà ăn nhiều đó, uống nhiều đó, ai đó? Dạ mẹ. Chứ tại vì chứ mẹ hay thường ngày là uống trà tưa. Trà tưa. Này là quăng miếng nè. Uống trà tưa rồi còn gì nữa? Quăng miếng đi chưa? Ăn bán cánh trộn. Trời ơi, hai cái món mà thiệt sự là tốn tiền cũng nhiều đó. Chú cho ô hát một bài đi. Chứ con có biết hát bài nào đâu. Trời ơi, ô hát nhiều bài lấy mồ mà. Let it go đi. Bài đó chán lắm. Chán lắm hả? Vậy giờ hát bài nào ô thích? Rồi đây, chú cầm cho nghe. Cả nhà nhảy cùng Rio luôn nha. 2, 3. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Chim không cần tớ, cần cậu cơ. Còn anh thì đang chọn im, 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 im. Thôi, một hồi xuống bố mình quay TikTok được không? Rio có hay coi TikTok không? Dạ có. Có hay coi chị chơi không? Rio thích dì Ngọc ở điểm nào nhất? Dì Ngọc hiền. Dì Ngọc đẹp. Đẹp á? Dì đẹp nhất không? Tại sao ô chọn dì lên đây để nói chuyện với ô? Tại con thương dì Ngọc. Tại con thương dì Ngọc thôi, ngại quá. Dì Ngọc khi nào lấy chồng? Bây giờ dì hỏi lại ô nè, nếu mà dì không lấy chồng thì ô có nuôi dì không? Có. Lỡ khi mai mốt quá vợ của ô không cho nuôi gì thì sao? Ô lúc đó ô nói với vợ rồi sao? Không biết. Chán quá. Nãy giờ mình nói nhiều rồi, bây giờ mình xuống mình hành động coi mình yêu thương dì Ngọc cỡ nào nha. Ôi trời.